Kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Dân hỏi các cơ quan chức năng trả lời. Trong trường hợp hôm nay thì chúng tôi có mời đến ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó là về vấn đề trẻ em đuối nước và những giải pháp để mà phòng chống đuối nước ở trẻ em. Trước mặt xin cảm ơn ông Vi Ngọc Quỳnh đã tham gia chương trình. Thưa ông, có thể nói rằng là cái đuối nước ấy, đặc biệt trong dịp hè thường xảy ra rất là thương tâm. Và ngay đầu mùa hè này thì nắng nóng như vậy và cái tình trạng trẻ em đuối nước vẫn diễn ra rất là thương tâm ở các cái ao hồ khe suối. Vậy thì ông có thể đánh giá về những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng đó như thế nào? Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước đối với trẻ em. Nhưng chúng tôi xác định có các nguyên nhân chính như sau. Cái thứ nhất là do cái sự chủ quan lơ là của các bậc phụ huynh, thiếu quan tâm trông nom quản lý trẻ em. Thứ hai nữa là trẻ em bị đuối nước thường là không biết bơi và không có kỹ năng cứu đuối, cho nên khi mà bị đuối nước hoặc là có người nhà bị đuối nước thì trẻ em xuống cứu bạn các thứ thì thường là cả hai đều bị đuối nước. Thứ ba nữa, chúng tôi thấy là cái sự phối hợp giữa gia đình cũng như là nhà trường, vậy là các cái đoàn thể ở một số cơ sở, chính quyền cơ sở địa phương, cái phối hợp này đôi lúc chưa thật sự chặt chẽ, chưa tạo được nhiều cái sân chơi bổ ích cho trẻ trong cái dịp hè để nhằm thu hút trẻ em vào tham gia các cái hoạt động vui chơi. Thông qua đó chúng ta quản lý trẻ em được tốt hơn. Cũng một nguyên nhân khách quan nữa thì chúng tôi thấy là địa bàn tỉnh ta thì là một cái địa bàn phải nói là một tỉnh rất rộng, có cái hệ thống cái đường bờ biển tương đối dài 82 km và nhiều sông suối ao hồ, kênh rạch, nhiều bãi tắm tự phát. Đây cũng là một cái nguy cơ rất cao dẫn đến trẻ em bị đuối nước. Hơn nữa là đặc biệt là ở các cái địa phương ở vùng nông thôn thì trẻ em thường ra chơi ở các cái vùng mà ven sông, ven ao hồ. Có nơi thì trẻ em giúp bố mẹ chăn trâu, mò cua bắt ốc. Những cái trường hợp này cũng dễ là xảy ra cái đuối nước. Và một cái thực trạng nữa, Nghệ An của chúng ta thì thường là thời tiết rất khắc nghiệt. Mưa lũ với nắng hạn xảy ra liên tục. Đặc biệt là các cái tháng hè thì thường là nắng nóng kéo dài. Thì trẻ em thường là trốn bố mẹ để đi tắm ở các cái khúc sông và các cái ao hồ. Những cái trường hợp này cũng rất dễ xảy ra cái đuối nước. Vâng, có một câu hỏi gửi đến chương trình của ông Nguyễn Văn Toàn, đó là chúng tôi thấy ở nhiều địa phương có triển khai các cái tuyên truyền và cắm các cái biển cảnh báo đuối nước, rồi có sự quản lý rồi phối hợp tuyên truyền giữa các địa phương các ngành về cái công tác phòng chống đuối nước. Tuy nhiên thì cái tình trạng đuối nước vẫn cứ diễn ra. Vậy thì có phải đó là cái nguyên nhân là cái phối hợp giữa các cơ quan ban ngành trong cái vào cuộc trong cái vấn đề này nó còn có những cái vấn đề đáng quan tâm hơn? Về vấn đề này thì với góc độ là cơ quan quản lý nhà nước tham mưu giúp cho Ủy ban nhân tỉnh quản lý nhà nước về vấn đề là về lĩnh vực trẻ em, qua quá trình triển khai các cái hoạt động bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh, chúng tôi thấy là cái sự phối hợp giữa các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh cũng như là các cái địa phương trong cái triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em nói chung và cái phòng chống đuối nước nói riêng thì đã vào cuộc rất quyết liệt, đã có cái sự phối hợp rất là nhịp nhàng trong việc triển khai các cái chương trình của trung ương cũng như tỉnh về phòng chống đuối nước. Trong đó có các cái hoạt động tuyên truyền này, rồi các cái hoạt động là rà soát này các cái điểm mà có nguy cơ cao dẫn đến cái tai nạn đuối nước. Ví dụ như là như anh vừa trao đổi đấy, có những nơi người ta cắm các cái biển báo cảnh báo không an toàn, không cho trẻ đến đó tắm, hay là các cái nơi mà có nguy cơ rất cao, những cái ao hồ chẳng hạn. Thì cái việc này các ngành đặc biệt là đi tiên phong trong cái này thì là tổ chức cái cắm biển báo ở các nơi, thì tỉnh đoàn thanh niên, ban thường vụ tỉnh đoàn có một cái chương trình rất cụ thể và đã triển khai rất là thành công. Trong đó thì có mấy cái huyện làm rất tốt như là Anh Sơn, Thanh Chương và một số cái huyện là triển khai cái nội dung này rất tốt. Tuy nhiên là như thời gian vừa qua chúng ta thấy ở đâu đó vẫn còn cái tình trạng là trẻ bị đuối nước. Thì cái nguyên nhân chính là như tôi vừa trao đổi này, là cái ý thức của người dân, cái sự vào cuộc, cái sự quan tâm chăm nom
quản lý trẻ của người dân chưa được thường xuyên, nên dẫn đến thứ hai nữa là trẻ em cũng chưa được trang bị đầy đủ các cái thông tin cảnh báo này, chưa được thường xuyên. Vậy thì theo ông thì chúng ta có thể nâng cao được cái khả năng ứng phó của người dân và chính quyền địa phương ở cấp ngành trong cái việc mà phòng chống đuối nước? Vâng, cái này thì cần có sự vào cuộc của các cấp ủy chính quyền và cả hệ thống chính trị, cả mọi người dân trong cái lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em nói chung và đặc biệt là cái phòng chống đuối nước. Đây là một cái yêu cầu cốt lõi, nếu không có sự vào cuộc, sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo thì không thể thành công được. Thì cái này thì trong thời gian vừa qua thì các cấp ủy chính quyền cũng đã có sự vào cuộc rất chi là quyết liệt. Thông qua đó cũng triển khai, chỉ đạo triển khai các cái văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương về phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước trên địa bàn tỉnh. Các sở ngành cũng đã theo ngành dọc chỉ đạo. Ở đây có 8 sở ngành theo quy chế là phối hợp, như là Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Văn hóa, Sở Y tế, Sở Giáo dục, Sở Giao thông, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đoàn và Hội Nông dân tỉnh đã có cái sự chương trình phối hợp ký kết hàng năm để triển khai chương trình phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước cho trẻ. Những cái nội dung này chúng tôi đã đều được triển khai và phối hợp với các cái địa phương. Các cái địa phương trên cơ sở chỉ đạo, văn bản chỉ đạo của tỉnh cũng như là chỉ đạo của ngành, họ cũng vào cuộc rất chi là quyết liệt. Vâng, anh Văn Lâm có gửi đến chương trình một câu hỏi, đó là qua theo dõi thực tế thì thấy rằng là có nhiều địa phương tổ chức các cái lớp tập huấn này, dạy bơi cho trẻ em. Tuy nhiên thì hiệu quả chưa cao. Và vấn đề thương tâm nhất đó là nhiều vụ tai nạn đuối nước ấy là một bé bị, xong đó lại kéo theo một hai bé khác bị. Và thậm chí là người lớn ra cứu người đuối nước cũng bị là đuối nước. Vấn đề ở đây đặt ra đó là theo ông thì chúng ta cần giải quyết những cái kỹ năng trong cái phòng chống và cứu đuối nước như thế nào thêm để mà hạn chế thấp nhất cái tình trạng đuối nước. Tỉnh cũng đã giao cho Sở Văn hóa cùng với Sở Giáo dục phối hợp triển khai cái này. Thì tôi được biết là ngành giáo dục cũng triển khai trong trường học, ở trên 40 trường học đã có cái chương trình này đưa vào tập bơi, đưa vào dạy kỹ năng và vào dạy các cái thời trong cái ngoại khóa ở các cái trường. Và một số địa phương thì họ cũng là huyện, họ cũng chủ động triển khai cái này, triển khai cái dạy bơi ở địa phương. Vâng, vấn đề đặt ra đó là ngay cả người lớn cũng thiếu và yếu những cái phương án trong cái cứu đuối. Vậy thì ông có thể là có những cái lời khuyên nào đối với các bậc phụ huynh và những trẻ em ở gần vùng sông suối như thế nào? Cái thứ nhất hướng tới thì đối với phải nâng cái hiểu biết về cách phòng tránh cái đó, trước hết là phòng tránh, làm thế nào đó ta nắm được cái nguy cơ dẫn đến đuối nước, từ đó phải phòng tránh như thế nào, cái kỹ năng phòng tránh và kỹ năng, và đồng thời là các bậc phụ huynh cũng phải tham gia vào cái chương trình dạy bơi và học bơi cho trẻ. Từ cái chỗ đó bố mẹ cũng phải biết là cái cách phòng tránh và khuyên bảo con cái, và con cái cũng thông qua các cái lớp học thì nó nâng kỹ năng bơi và kỹ năng cứu đuối. Thì từ đó thì cả gia đình cùng với trẻ, cùng với xã hội, cùng với cấp ủy chính quyền và các cái đoàn thể chúng ta vào cuộc thì có thể khắc phục được cái nỗi. Vâng, xin cảm ơn ông về những cái thông tin và trao đổi. Kính thưa quý vị, thì vấn đề đuối nước luôn là vấn đề quan tâm của xã hội. Đặc biệt vào mùa hè này thì rất là nhiều trẻ em vào các cái sông suối, ao hồ, thậm chí là đi tắm biển, rất cần những cái kỹ năng để mà biết bơi này, rồi biết phòng tránh đuối nước. Với những cái thông tin mà ông Vi Ngọc Quỳnh cung cấp thì hy vọng rằng là sẽ đem đến một cái thông tin cảnh báo cho mọi người về cái công tác phòng chống đuối nước. Chương trình của chúng tôi cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin cảm ơn ông.